ngọt quá. Mẹ, Lâm về kìa. Con về rồi hả? Dạ. Em. Nè, lại đây, ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện chút xíu. Con làm gì mà vội vội vàng vàng vậy? Trời ơi, con làm gì mà gấp gáp vậy? Ngồi nói chuyện với mẹ chút xíu coi. Nè, sao nay về trễ vậy? Bộ việc nhiều lắm hả con? Mẹ đã nói với con rồi, làm cái gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe chứ con. Con mới vô công ty mà, có nhiều việc phải giải quyết lắm. Đợi 2-3 tháng nữa đi, mọi thứ nó ổn rồi, con về sớm có gì đâu. À, con ăn uống gì chưa? Mẹ kêu dì Hạnh dọn cơm cho con. Dạ thôi, ăn nha. Con ăn rồi, hồi nãy thấy hơi đói, con kêu đồ ăn ngoài ăn rồi. Em, mệt không? Ở nhà vui không? Em ăn cơm rồi. Không có anh ở nhà cả ngày, chắc là nhớ anh lắm hả? Đúng không? Anh này. Thôi mình lên phòng đi. Mẹ. Tụi con lên nha. Con lên nha mẹ. Khoan, Lâm, đứng lại con, đứng lại. Dạ. Áo dính gì vậy? Ủa? Con sao vậy nè? Dính son. Con bị thương hả? Đâu có. Cái này là vết son đó chị. Son hả? Con nha. Làm gì với cô nào mà để ịn nguyên cái môi vô áo vậy? Mời đám cưới đó, đừng có nói chán cơm thèm phở nha. Gì nói cái gì vô duyên, gì đâu, con có biết gì cái này đâu. Nè, gì nè, nói nè, gì nè, phở nè, nè, nè. Ủa bộ mắt bà bị quán gà hả? Quán gì? Cái này là vết son, chứ đâu phải ịn nguyên cái môi vô đâu mà gọi là nguyên cái môi son. Chứ ta đi ngang quẹt trúng thôi chứ làm gì có chuyện nguyên cái môi son ịn vô. Đúng rồi, hồi nãy trong thang máy đông người lắm, nhiều khi lúc đó chen qua chen lại người ta quẹt trúng nữa. Phở gì mà phở của mình gì thích ăn chứ ai mà thích. Hay quá ha, nói cũng có lý á. Vô thang máy chen chút rồi mới bị dính son hả? Ôi, làm gì trùng hợp vậy con? Ha, ba con đó đi làm mấy chục năm nay có cô nào dám quẹt trúng đâu. Con Thảo Duyên Linh nữa cũng đi làm cũng vô thang máy, có bị ai quẹt trúng cái gì đâu. Con mình con á. Vậy chứng tỏ là chồng con may mắn rồi đó gì. Dạo này á, công việc của ảnh cũng đang rất là thuận lợi. Thôi, anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, thay cái áo ra đi, rồi ngày mai á, em nhờ chị Hạnh tẩy cho anh nha. Dạ. Được rồi, tụi con lên nha. Trời đất ơi, có phải vậy em trời? Không ghen thiệt hay là giả tạo đỉnh cao đây? Vậy mà cũng cười cho được. Gặp anh hai hả, là bị chị hai xử liền tại chỗ rồi. Nè thôi nha, vì nhiều chuyện lắm rồi đó. Cái gì mà dính tôi trong đó nữa. Chú Chiến, dạ. Ra đóng cửa, mọi người đi ngủ đi. Dạ. Nhiều dạ. Chuyện ghê dạ. Luôn á. Đóng cửa đi, mọi người đi ngủ rồi đó. Nè. Gì? Bà bớt đi nghe. Bớt gì? Bộ bà tính gieo nghiệp đốt nhà người ta hả? Xin lỗi, không dám. Ý tôi xíu cũng đúng thôi mà. Ê, đàn ông ai không thích ăn phở? Tôi chưa có cơm ăn, làm sao mà tôi thèm ăn phở được. Ông có thích phở không? Không. Không thích thôi, làm dữ vậy? Bớt bớt nha, bớt nhìn tôi với ánh mắt đó đi. Bà là phở thiêu rồi mà. Ôi. Anh. Ừ? Ngày 31 tháng 10 này á, em có buổi hòa nhạc ở Đà Nẵng. Ngày đó anh rảnh không? Sắp xếp ra xem em diễn nha. Mà em định là sáng mai á, sẽ nói với cả nhà. Nếu mà ai muốn đi á, thì em sẽ đặt vé vào khách sạn luôn. Dĩ nhiên là anh phải đi rồi. Ngày mai mà có công việc gì quan trọng anh cũng bỏ hết. Mà đừng có nói là có công việc quan trọng. Ngày mai mà có động đất sóng thần hay là tận thế kế bên, anh cũng phải bỏ hết để đi ra ngoài đó phải có mặt. Giờ anh biểu diễn mà, đúng không? Trời ơi, nịnh dễ sợ luôn á. Cái mặt kìa. Mẹ em nghe nói phở Đà Nẵng ngon lắm anh ha. Ủa alo. Ừ? Tôi nghe đồn là chị Thi vô địch thanh lịch khắp vũ trụ là không biết ghen đó nha. Ủa, không biết ghen không có nghĩa là không biết lý do chính xác. Anh nói thiệt mà, anh đi vô công ty là anh lưu buông anh làm, anh đâu có để ý gì đâu. Anh không biết là nó dính trên áo anh từ hồi nào luôn á. Với lại hồi nãy em cũng nghe chú Chiến nói mà, nó chỉ là một cái vết thôi, chứ nó đâu phải là một cái môi ịn vô đâu. Nếu như mà em không tin á, thì ngày mai anh sẽ vô công ty, anh hỏi coi ai là tác giả của vụ này, xong rồi anh xin người ta ịn luôn cái môi vô bên đây, để em về em có cái đem so sánh nha. Còn nó khác chỗ nào? Hay quá hả. Vậy á, tôi cũng sẽ cho anh coi thủ tục đăng ký kết hôn khác với thủ tục ly hôn như thế nào. Thôi nha, đừng có nói tầm bậy tầm bạ, không có thích nghe cái đó đâu nha. Đã nói là không có gì rồi mà. Mà dù anh rất là muốn khám phá những cái điều mới lạ, những cái mới lạ đó anh không có thích khám phá đâu. Tha lỗi cho anh nha. Đừng có giận mà.
Ai thèm giỡn anh. Đi tắm đi. Tuấn Linh. Tình cảm là thứ khó nắm bắt và cũng dễ dàng thay đổi nhất. Con phải luôn có sự phòng hờ. Chỉ là ai vô tình quẹt phải thôi mà. Mày nghĩ nhiều quá rồi đó Thi à. Thi ơi, lấy cho anh cái khăn. Tình yêu bất tử 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.